Thì như các bạn thấy ở đây xoay vòng Bangkok chúng ta sẽ thấy được nhiều con. Đúng rồi, ở đây có con trai, đằng kia có con gái, và sau tôi là có con nghiện nữa. Ô, con nghiện. Vâng, Ấn Độ qua Thái thì rốt cuộc Ấn Độ vẫn ăn một món rất Việt Nam. Vậy cứ ăn đi đâu không thể thiếu nước cơm. Đây bây giờ hết cả hồn. Nói đi. Bên đây ăn trong nghèo nào nữa nhỉ? Ngon quá các bạn ơi. Dài quá các bạn ơi. Dài quá các bạn ơi. Đấy là sao Smith ăn được thức gà nhỉ? Nó vẫn dài các bạn ơi. Dài vậy. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris The Gamer. Và ngày hôm nay mình đang có mặt ở Thái Lan. Rất là đẹp đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc đi ăn sáng. Đẹp quá. Đang nghiện Eternity later. Vâng, tới nơi rồi các bạn ơi. Bây giờ là nhận phòng. Đó. Wow, khách sạn đẹp dữ. Yeah, đã tới phòng rồi. Quẹt thẻ thôi. Wow. Ui, quả này đi ỉa là bị thấy này. Ủa, phòng này xuyên qua phòng bên kia. Không biết nghe bên kia. Anh Độ ơi. Ô anh Độ hả? Ủa anh đi đâu đấy? Ờ sao nào? Phòng chắc như thế thôi đúng không? Như nhau. Ô, phòng mày có cái ghế dài. Phòng tao ghế ngắn. Trời ơi. Đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan phòng Ấn Độ. Nó thật ra nó như phòng mình. Ừ, khác mỗi cái ghế. Ui, thì tối anh em mình sang tắm với nhau được đấy. Có ra cọ với nhau. View bên ngoài quá đỉnh. Quá đỉnh các bạn ơi. View này đỉnh lắm. Để show cho các bạn coi nha. Đỉnh quá. Nhà không. Nhỏ lớn mới thấy nhiều nhà dữ vậy. Xưa giờ ở gầm cầu không à, đâu có biết. Nhà dữ thiệt chứ. Công nhận lần đầu tiên mới thấy cái nhà thấy cái đã thiệt. Bruh. Nani. Đây nha các bạn. Đây, tham quan phòng. Đó. Có cân luôn. Cân như cân heo vậy. 67 hả? Ngày xưa lúc chưa có vợ 55kg. Có vợ rồi 67kg. Quá trời. Béo tốt. Vợ nuôi chẳng qua là để bán heo thôi. Nuôi được ký là bán mình liền. Wow. Một cái toilet rất là riêng tư. À, có chỗ đặt camera luôn. Có dành cho những ai thích quay vlog cầu tiêu. Có chỗ đặt camera đàng hoàng. Đây, chỗ camera. Đỉnh ha. Thường người ta nói là vô toilet mà hát một bài là hay lắm. Không biết hai bài gì nên thôi. Đây là lúc mà chúng ta tâm sự với nhau. Có thể là các bạn không biết, nhưng mà các bạn biết, ở châu Á chúng ta, cái phát minh mà tuyệt vời nhất của xã hội là cái gì? Đó là cái dội xịt tích. Có thể là bạn xem thường nó. Nó như một vật hàng ngày của các bạn, nên các bạn không coi trọng nó. Nhưng nếu các bạn đi châu Âu, các bạn đi châu Mỹ, không hề có vòi xịt nước như các bạn. Bạn phải lau bằng giấy. Và đó phải giấy nào như giấy nào, đúng không? Đó, có nhiều loại giấy nó thô ráp, thô cứng.
vị trí ha. Lâu cái trời đất mẹ ơi, y như là chà với nhám vô búi trĩ. Muốn rớt cái búi trĩ ra ngoài luôn. Trời ơi, làm sao có thể chịu nổi. Thật sự mỗi khi mà chúng ta xịt từng cái dòng nước thì hả, các bạn biết tại sao? Là nó vừa sạch sẽ không, nó vừa gọn gàng nữa. Nhưng xịt vào thôi đó, xịt vào thôi là giống như là nó thanh tẩy mọi thứ. Đó, nó như một luồng nước làm mới cơ thể chúng ta. Nó có thể giúp cho chúng ta hoàn thiện cái quá trình trao đổi chất dưới đất. Và nó có thể giúp cho chúng ta sạch sẽ, gọn gàng. Bạn nghĩ thử coi, hở cái bức cục giấy, quét một cái, bỏ, quét một cái, bỏ. Mà quét hoài, quét không hết. Quét hoài mà bắt đầu vừa đứng lên, cái bắt đầu quét nhẹ là thử một cái, dính tùm lum hết. Đó, các bạn thấy không? Cái đó là cái trường hợp mà có rồi chứ không phải không có, đúng không? Đó, còn này xịt áp suất nước có thể giúp bạn tự tin, khoe cá tính được. Xong, cảm thấy ra tự tin hẳn. Đứa nào mà lau đít mà bằng giấy, tôi nói thiệt, như thí dụ đi nhà vệ sinh công cộng đi, lau xong ra đi cái đít cũng phải nhíu lại. Tại sao? Thiếu tự tin, bị nghĩ trong của mình chưa sạch sẽ cho lắm, không? Mất đi cái sự tự tin, mất đi cái bản năng, mất đi cái sự gì, sự tự tin của bản thân mình. Sự tự tin là không thể thiếu được. Đúng không? Đó, nếu như bạn cứ chùi đít bằng giấy không tuyệt vời cho lắm. Tôi nghĩ đây là phát minh vĩ đại nhất của châu Á chúng ta. Mà tới bây giờ nước Mỹ vẫn chưa chịu cập nhật. Quá yêu kém. Chia buồn cùng những người đi ỉa bên Mỹ. What the fuck? Tới nơi rồi các bạn ơi, bây giờ là chúng ta sẽ đi xuống bờ sông. Lần trước là các bạn đã thấy là mình với vợ mình đi một cái bờ sông rồi. Vòng vòng ở đây rất là nhiều sông nha. Sông ở Thái nó còn dẫn chúng ta đi tới những cái khu như khu siêu thị, mall đầy đủ không? Ủa anh Độ nữa này. Anh Độ đi Thái chưa? Đi cùng nó mới thấy nó lười quay cực nhá. Thì khỏi nó rút máy lại, ôi chỗ này. Chưa kìa, xong nó lại đóng máy. Sáng giờ nó quay mấy shot này rồi. Hồi nãy có ông kế phòng em nhìn giống anh Độ lắm. Đúng vậy, thằng bông nghiện. Có cái cửa như thế. Dạ. Thế là nó với thằng cô hay là người trung phòng tò mò mở ra bị ông bà Thái bà chửi ông trận. Khoáng mát thế nhở. Ê, đẹp đấy. Ê, bờ sông nha mọi người. Đợt trước là chúng ta đã đi cái tàu nhỏ nhỏ này rồi. Đợt này các bạn thấy cái tàu bự không? Đó, các bạn thấy cái tàu bự đúng không? Là chúng ta đợt này cũng không được đi cái tàu bự. Đó, khi mà lên thuyền tham gia an toàn giao thông đường thủy là phải mặc áo phao. Em hai luôn. Rồi, hai luôn, em hai luôn. Rồi, cái này là 20 bạc một bịch. Thì khoảng là có 14 ngàn thôi. Đó, chúng ta sẽ thả xuống sông cho cá ăn. Cá này các bạn. Ui. Ấy, cá trắng kìa. Ôi, con cá màu trắng kìa. Hello mấy cưng. Con cá trắng xin cái trái nè. Người ta nói thấy cá trắng là may mắn lắm. Có hai con luôn em. Quá trời luôn. Nhớ nha, bánh mì làm phước không có bỏ miệng nha. Ở chưa nè, để quay nè. Em bỏ cái là nó qua. Đó, quăng cục lớn cho anh chị. Ở quăng cục lớn. Đó, đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ lên đây chụp tấm ảnh đoàn nha. Chụp ảnh cả. A few moments later. Ôi, mới vừa đi massage xong anh em ơi. À, thật sự là massage xong khỏe lắm. Thẳng lên tầng 77 trên đó luôn nha.
bây giờ lên tầng 77. 77 lên tầng siêu cao. Bây giờ lên. Lên thang máy nè. Thang máy thấy ngoài trời luôn nha mọi người. Này massage chỗ này thì lạnh không? Lạnh chứ anh? Để điều hòa lạnh, tam nặng đúng cái chỗ điều hòa phả vào ấy. Lạnh lắm mà, ta tưởng thành kem ở đấy vậy rồi. Không massage mà lạnh là kiểu anh bị xúc hồn rồi đấy. 28 này, chuẩn bị nha. Wow. Ôi từ đây nhìn thấy Chana Thiếp luôn này. Chana Thiếp đang đi bộ dưới đây. Chana Thiếp cả quay lên nhanh nhở. Đó, trước mặt các bạn là Landmark 81 nha. Đây là cái đây là figure người ta bán lại nè. Cái này tầm 7 triệu mấy á. Đây bây giờ mình bắt đầu lên tầng 78 nè. Nãy là 77. Đi bộ lên 78 để ăn buffet. Cái xoài này là không bao giờ héo. Để trái luôn. Đây vào nhà hàng anh ơi. Ơ. Ôi. Anh hả? Đi Việt à? Hả, anh Tuyền à? Đây vào nhà đi du lịch đây à? Mời nghe. Anh Tuyền đang làm phục vụ ở đây ạ. À. Đây city view luôn em ơi. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem nhé. Wow. Ôi đây nhiều người Việt Nam ấy. Thì ở đây có cái kiểu đường trộn với cả ớt. Wow, đây là tôm càng xanh ấy. Bạc Thái này. Gì đó mà người ta bỏ thịt bò với lại một cái nước gì đó nóng nóng. Wow, trang trí nhà hàng hay vậy, hấp dẫn nha. Hàu sống, đây là hàu sống nữa anh Ấn Độ. Không, không ăn được ở đây. Sashimi anh ăn được, Ấn Độ không ăn được đồ sống. Đây là quầy rau xanh rồi. Rồi hết một vòng. Tới đây chỉ còn chiếc xe thôi. Anh chọn được món rồi. Một cái món rất là lạ, đó là một cái thịt bò vậy đó mà người ta cắt lát ra và người ta chan với một cái nước nóng nóng màu đen đen đục đục. Anh đang thắc mắc tò mò muốn ăn thử món đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn món đó nha các bạn. Thịt bò Wagyu cắt ra với súp Nam Thoát. Đó, mình đang bắt đầu muốn ăn cái món này. One please. One down. Beef pork. Beef. Đây, anh này anh làm này. Này ba rô không phải hành đúng không ạ? À, giống như mà bò nó là nó đuôi lên cho chín luôn. À, đây giống như hũ tứ bò anh nói. Đó. Còn trong này là nước tiết bò. Nước tiết á. Ồ, nước tiết bò. Hai loại nước này, nước trong kia, nước đục là bò tiết vô. À. Canh này canh tiết à hay canh trường? Canh tiết anh ạ. À. Vâng, anh Độ qua Thái thì rốt cuộc anh Độ vẫn ăn một món nước Việt Nam. Vậy cứ ăn đi đâu không thể thiếu nước cơm. Tôi gọi một miếng cá, một miếng bò rồi nhưng mà tôi vẫn phải đợi để người ta làm xong. À đây có cá tôi đây này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nhìn ngon nha. Đúng là nhà hàng. Đây cái phần này của tôi đây. Đó, nó còn tái 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 vậy nè, lúc mà nhúng xuống là tê tái nha. À nó đông. Đây, nhúng xuống nha. Đó, bò sống là gì vậy? Ừ, anh thích ăn sống mà. Anh ăn được luôn không? Được, được. Đây, bây giờ chúng ta thử trải nghiệm cái món theo anh hướng dẫn viên nói là dạng như nước bún bò của bên này, nhưng mà có tiết. Không, không, không có hề có sợi bún gì hết, chỉ có miếng bò thôi. Dạng như chúng ta ăn thịt bò nhúng á. Đó, mời các bạn nha. Sao? Ngon rồi, mùi thịt bò nó mềm mà ngọt lắm, nước cũng ngọt lắm. Làm miếng nước. Và tôi sẽ trải nghiệm một món rất là mới. Đầu tiên tôi đã ăn ở bên Thái, nên tôi đang nhìn nhầm con da hải sản.
đồ sống các bạn. Bruh. Làm gì cũng phải chín hết. Đây bây giờ hết cả hồn. Cứ nói đi. Đây bây giờ ăn món tiếp theo nha, là sushi sashimi. Yeah boy. Bên đây ăn trong nghèo nàn nhỉ. Quan nào thì cá ngon kìa. Nào, ta còn một đĩa nữa. Đó, còn một đĩa bò nữa. Xíu mình ăn bò sau. Steak mà anh ăn well done thì khác nào anh đi đá bóng không mặc quần. Đây là miếng thịt bò thái dày anh ạ. Và mới nói là khác gì đi đá bóng không mặc quần. Ta ăn well done là nó dài nhách luôn đấy. Đấy, well done đấy các bạn. Dài nhách nha, không có một miếng đỏ nào hết. Nó khô thế anh Độ. Nó khô thế anh Độ. Đâu có ngon đâu. Má hồng dài nhách luôn đó. Anh ăn well done thì chả dai. Anh Độ không ăn được sashimi luôn đúng không? Không ăn được cái, ăn được cái cá hồi mà màu vàng màu đỏ á. Này anh. Đó, cá hồi này. Hồi à cá chim. Cá chết. À cá chết ép trứng. À đúng. Anh ăn được cái này. Cái này ngon. Cái này ngon. Nhưng mà tại vì anh tập ăn cái này trước xong anh tập ăn cái này anh thấy nó thích. À cái nó có giấm. À. Thế hôm nào anh hai anh em mình mà xin được visa Hà Lan đi, sang đấy ăn một con cá chích trẻ làm đôi là sống luôn. Nó phải ép trứng mà mới ngon chứ. Nó trên một cái dĩa và nó có hành tây anh ạ. Mày thích ăn đồ sống à? Dạ, ngon lắm. Ngon quá các bạn ơi. Dài quá các bạn ơi. Hay quá các bạn ơi. Quả này không thể nào đánh hơn được. Đây gọi là bố đánh. Đây các bạn coi nè. Thịt bò mà trên đây còn có mứt nè. Nè tương cà. Đấy là sao Spec ăn được tương cà nhỉ? Còn vẫn dai các bạn ơi. Dai vậy. Đây bây giờ tôi ăn tới cá nha mọi người. Đây mời mọi người nha. Cá giòn lắm. Ngon nhỉ nhỉ? Ừ, ngon. Ở ngoài thì giòn nhưng mà trong thì kiểu tươi. Không có sốt gì màu trắng trắng. Ngon béo quá. Da cá thì giòn. Các bạn muốn chiên được cái da cá này đầu tiên là cái miếng cá phải ốp trước xuống trước cái chảo 5 tới 10 giây rồi nó lật lên rồi nó chiên mới ngon được. Sao mình đen thui vậy trời. Còn hay thật, đi du lịch mà ăn như ở nhà luôn. Ở nhà chị Trang cũng nấu thế luôn. Em bảo là anh Đồ hay thật, đi du lịch mà ăn như ở nhà. Nhớ được hai anh em mình đi Tây Ban Nha, Ấn Độ. Mà nhớ ăn bánh mì mực không? Mẹ ơi, bánh mì mẹ đang xào rồi đấy. Mẹ nhạt quá đấy. Nhạt từ dai á. Bánh mì mực rồi anh. Bánh mì với cả mực đó. Nghe đấy thì khô. Cái mực mà nó cắt ra á, ông bỏ vô. Xong rồi nó nhét vào, lạnh nguội tanh luôn. Dai nhách. Sao ông mà giới thiệu á, ngon lắm nha em ăn đi. Em về về Việt Nam không có đâu. Đùa. Ăn thế nào được mấy miếng bỏ vứt luôn nhỉ? Cảm thấy có lỗi thôi. Mày ăn cá chưa? Chưa. Để ăn thằng này. Cá ngon à? Cá ngon lắm. Đi lấy hai đĩa cho anh ăn đi. Rồi các bạn xem bằng quang này. Em ăn miếng cao su rồi. Cái này em vỏ sao đúng không? Có ra hai cái củ nữa đấy. Quá. Ờ, nếm phát. Không muốn cảm nhận được. Nó chín quá. Thật ra đây là cái bánh xe buýt của tụi mình á. Hồi sáng giờ đi nè. Đây, món tiếp theo nha. Hàu sống. Hấp dẫn quá. Đây, hàu sống. Mù tạt đâu anh? Tạt. Ừ, thiếu mù tạt nha. Ra quét miếng mù tạt của bên sushi mới được. Đây, mù tạt. Hàu nha. Đồ ăn không được. Không. Ừ.
lắn người. Ngon ngon vậy. Anh ăn đi. Không, không, không. Tao mày biết là nếu như tao ăn cái này hàu nướng mỡ hành ấy, nó phải nướng không kheo con lại quắt hết. Chín lắm rồi. Chứ tao mới dám ăn. Teo lại như quả giái bông miên đúng không? Ngon. Ngon nha. Lấy đi, còn nhiều mà. Em no. Kinh quá. Tôi đi miền Tây sẽ ăn không nhỉ? Ừ. Ngon mà. Tao bảo hàu phải nướng mỡ hành mà nướng quắt hết tao mới ăn được. Tại vì ăn được đúng con rồi. Ngon vãi luôn đấy. Đúng không? Ngon. Nhưng sếp phải thích ăn sushi. Fresh. Sushi thôi mà, đâu phải là sashimi đâu. Ngày xưa anh tưởng sushi là sashimi ấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh đồ ăn. Nặng miếng chanh lên. Quét miếng mù tạt lên con hàu. Tách nó ra khỏi cái lưỡi của nó. Đó. Giật. Sợ quá, sợ quá. Anh cho mù tạt rồi nha. Ngon liền lúc ba con ạ. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Sao lại ngon vậy đúng? Đây, bình xù nha các bạn. Dầm lỡ. Anh cho em miếng bí ngô thử đi anh. Cho em miếng bí ngô đi. Đây là cái phần bí đỏ mà các bạn thắc mắc là đó, tại sao mà người ta lại ngào đường nó má như một cái thế giới khác luôn. Ôi nó lạ, giống như là lần đầu tiên mà các bạn biết xoài xoài các bạn. Mình nghĩ là má bí ngô thì thường nó bỏ vào món mặn chứ đúng. Ừ, miền Nam mình gọi là bí đỏ đó, là làm chén. Ngon quá bạn ơi. Khớm 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 thơm á. Anh Độ về gửi em một tấm ảnh mà anh Độ ưng nhất đi. Em tặng anh Độ cái ốp iPhone. Nó sẽ vẽ lại đấy anh. À không nha. Cái này cũng được luôn. Đây cái này. Vâng. Đây thế này, cái này cơ. Chỗ xuống tầng nhiệt rồi. Anh gửi em một cái ảnh nhé. Cái ảnh này. Đồng gió vẽ à anh? Đồng gió vẽ. Đồng gió vẽ ảnh cay rồi. Rồi bây giờ là chính thức tráng miệng thiệt sự. What? Xoài xoài nha. Việt Nam mình chế biến thêm là có cái kem. Mà kem là bằng dừa với nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa này. Đúng rồi. Xoài xoài, xoài xoài ở Việt Nam bán 70-80 ngàn một phần. Mẹ có miếng xoài, một miếng xoài luôn. Một mặt của trái xoài thôi chứ nhiêu đâu. 70-80 ngàn. Mà anh dẫn việc anh vẫn phải mua. Chỗ này ăn ok đúng không? Đúng không? Bình Thái họ bán có 30-40. A few moments later. Ui, anh nhìn được khách sạn Marriott không? Ôi, tao nhìn thấy nhiều chấm đỏ đấy. Đỉnh đâu cho em xem với. Hơi mờ thì nhưng mà em thấy đấy. Em thấy gì anh ơi? Ôi, thấy ông kia đang đá bậy này. Đây bây giờ lên cho nữa là sẽ có tầng xoay. Đấy, ngày xưa mà em nào ước mơ làm phim gia là cứ lên tầng 84 này là cứ lên làm phim gia liền. Đây, hiện giờ chúng ta sẽ đang ở đây. Đây, xoay luôn. Quả này ai mà tiền đình là thôi. Thôi rồi. Ôi, tôi vừa đi hết một vòng Bangkok các bạn ạ. Ủa? Gì vậy? Bangkok bé. Đừng to lắm. Người ta bảo Bangkok ở ban ngày là đen trắng, về tối bắt đầu có màu sắc. Wow. Thật ra thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng thế. Không là thật ra thì thành phố nào trên thế giới thì cũng thế. Công nhận ông hướng dẫn viên chấm gió ghê thật. Công nhận ông cũng là một chiến gia đấy. Khá giống Khôi Mỏ đấy nhỉ. Đây, cấm thằng nào nói, không nói vào tay này. Thì như các bạn thấy, ở đây xây dựng Bangkok
chúng ta sẽ thấy được nhiều con. Đúng rồi. Ở đây có con trai, con trai đằng kia có con gái, mà sao tôi lại có con nghiện nữa. Ô con nghiện. A few inches later. Xa đi, 200.000 view không? Tới sân rồi các bạn ơi. Cái sân đi có 9 cây số thôi mà đi gần 2 tiếng đồng hồ, kẹt xe quá trời. Rồi tới sân rồi, bây giờ vô coi các cầu thủ tập coi nè. Trước đó thì có bên Manchester United tập nữa, nhưng mà xui sao tụi mình tới kẹt xe kẹt trễ quá, không coi được. Giờ coi đỡ Liverpool nha. Giờ mình sẽ bắt đầu vô sân Raja Mangala, là sân vận động quốc gia Thái Lan, nằm ở thủ đô Bangkok. Sân có sức chứa là 50.000 người. Bây giờ chúng ta sẽ được xem các cầu thủ Liverpool tập trước. Rồi ngày mai bắt đầu lại di chuyển lên để mà coi trận đấu thực sự. Để coi Darwin Nunes đã tập coi sao. Trước mua con hàng về MU mà chưa về, cay. Rồi bây giờ sẽ vô sân xem các cầu thủ Liverpool tập. Tiếc quá không được coi anh trưởng tập. Để xem mình có thể qua được anh trưởng hay không. Anh trưởng bằng tuổi mình mà. Wow, cao vậy, đỉnh vậy. Đây, có vé vào. Vé vào xem tập khác với vé vào sân nha các bạn. Vé vào xem tập thôi. Đây, đường mà để vô ngày mai thôi đó. Trời ơi, chia đường à. Bên kia à anh? Bên nào à? Kiểu anh em mình chưa được xem một trận đấu tập chuyên nghiệp bao giờ ấy. Mình đi để học hỏi để về mình tập nó như thế nào ấy. Em đã được đéo thế đâu. Thì em phải đi xem để em chơi. Thôi mẹ, anh. Em chạy từ vòng 16-50 tới thành thằng Gold, em mệt mẹ rồi đá vậy. Xem thì mình cũng xem được đấy, mình cũng nhìn được nhiều đấy, nhưng mà mình về mình không làm được thì thế. Đúng rồi, quan trọng không, quan trọng là nhiều đấy. Quan trọng là trình của Quang nữa. Anh tệ. Em thấy anh tệ quá. Anh em mình cùng fan Manu mà. Anh phải tránh xa Liverpool thôi chứ. Hình như là được vào nè anh em. Đây nha các bạn, đây là tập bật nhã theo kiểu châu, như các bạn đã biết là ở Tây Ban Nha rồi. Thì hai người áo vàng thì khi mà đội nào có banh thì hai người áo vàng sẽ chung đội, còn không thì sẽ khác đội.